Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái kèo Europe đến từ dự án game Titan Arena. Trong kèo Europe này thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được free một cái tướng ở trên cái tựa game. Và tướng này thì các bạn chúng ta có thể sử dụng để các bạn có thể đánh nhau và chúng ta có thể kiếm tiền bằng cái con tướng này nhá. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái kèo Europe này. Thì kèo Europe này tổng phần thưởng của nó chỉ có hai tổng là 27 suất random nhé. 27 suất random, trong đó thì có 25 bạn sẽ nhận được một cái box common và hai bạn sẽ nhận được một cái box epic. Đấy, và kèo Europe này thì sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 và sẽ phân phối cho chúng ta về ví. Và nó sẽ tiến hành, không phải phân phối về ví mà nó sẽ tiến hành phân phối, có cái kết quả phân phối vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Và kèo này thì hoàn toàn là không cần rep, chúng ta không cần tuyển rep, các bạn chỉ cần tham gia để thử vận may thôi, chúng ta không cần tuyển rep. Và các bạn cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta tăng cái tỷ lệ chiến thắng. Và ở đây thì có một cái lưu ý, đó là vào ngày 22 tháng 12, những người chơi chiến thắng thì sẽ được liên hệ qua email và sẽ được yêu cầu cung cấp tên người dùng của họ để nhận cái box này. Ok, thì đến, tức là đến cái ngày kết thúc là 22 tháng 12 ấy, thì sẽ có một cái email đến từ cái Tenta Arena, họ sẽ gửi cho các bạn một cái email về và thông báo nếu mà các bạn chiến thắng thì lúc đó thì các bạn sẽ vui lòng là chúng ta cung cấp cái tên người dùng, tức là cái tên tài khoản đăng ký cái game Tenta Arena của các bạn vào. Sau đó chúng ta sẽ đợi họ phân phối, tức là họ sẽ trả tướng về cái tài khoản cho chúng ta vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Và các bạn lưu ý là tuyệt đối nếu mà có những cái email nào lạ cũng là Tenta Arena nhưng mà các bạn có dấu hiệu khả nghi, ví dụ như là yêu cầu chúng ta nạp tiền vào hoặc là yêu cầu chúng ta chuyển tiền đi đến một cái ví nào đó, thì các bạn phải cẩn thận nhé, vì đó có thể là cái thư giả mạo. Còn nếu những em mà chúng ta trúng thật ấy, thì chỉ có một cái email yêu cầu của chúng ta cung cấp thông tin thôi. Đấy, cung cấp thông tin hoặc là cung cấp cái địa chỉ ví thôi, còn không yêu cầu chúng ta là phải gửi tướng hay là phải gửi cái token vào một cái ví nào khác, nên là chúng ta hãy lưu ý. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là ở đây thì cái phần thưởng là 25 cái box common và hai cái box epic. Thì với cái giá hiện tại ở trên cái chợ market của Titan ấy, thì ở đây các bạn có thể thấy với cái box common hiện tại thì giá của nó đang có là giá là 1.000 cái đồng THC, tương đương với tầm khoảng 220 đô. Và một cái box epic thì hiện tại đang giá rơi vào khoảng 2.000 THC, tương đương với 440 đô. Đó, ok, thì các bạn có thể thấy đây có thể coi là một cái kèo xổ số giá trị lớn cho các bạn. Nếu mà các bạn trúng một cái box này, sau đó chúng ta mở ra được một con tướng, mà các bạn còn mở ra được con tướng hiếm nữa thì giá của chúng ta bán lại được còn rất là cao hơn. Đấy, thì các bạn có thể thấy đây là một số cái vị tướng mà hiện tại đang được bán trên chợ có giá rất là cao. Có những con tướng lên tới 5.000 đô. Đấy, thì các bạn có thể thấy ở đây. Rồi, vậy thì khi mà các bạn nếu nhé, ở đây trường hợp nếu mà các bạn may mắn chúng ta giành được chiến thắng, các bạn giành được những con tướng này, thì chúng ta có thể sử dụng con tướng của chúng ta để chúng ta chơi game. Hoặc nếu không thích chơi hoặc là không có thời gian chơi thì các bạn có thể là lên ở trên cái market này, marketplace của game, chúng ta bán tướng luôn. Bán tướng thì chắc chắn các bạn sẽ bán được hơn ở cái giá này. Đấy, thì các bạn cứ bán, ví dụ như một cái box này 220 đô, mà nếu các bạn mở ra được một con tướng skin huyền thoại chẳng hạn thì chúng ta có thể bán với giá khoảng 300 đô. Đấy, đó là chuyện bình thường. Ok, rồi bây giờ thì chúng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cái kèo Europe này. Thì kèo này thì mình cũng nói trước là chúng ta chỉ tham gia giống như cái kèo xổ số thôi, bởi vì cái số lượng suất thì nó cũng chỉ có 27 suất, nên là bạn nào mà chúng ta thích tham gia, muốn test vận may thì chúng ta tham gia. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện của Telegram như thế này. Thì các bạn sẽ thấy một cái phần đó là link tham gia Europe, thì các bạn sẽ click vào cái đường link này. Sau khi click vào thì nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta đến cái giao diện như thế này. Bây giờ bạn sẽ tiến hành hoàn thành các cái nhiệm vụ ở phía dưới ở đây. Thì trước khi mà chúng ta làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ cần phải có cái phần login ở đây. Nếu bạn lần đầu làm các cái kèo Europe ở trên formglim.io thì chúng ta có thể đăng nhập vào các cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là YouTube. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành các cái trang mạng xã hội. Đầu tiên là chúng ta sẽ join vào cái kênh DeFi Recon.
Đấy, đây là một cái kênh hợp tác ở trong để mở ra cái dự án Europe này. Rồi tiếp theo là chúng ta quay lại nhấn vào Continue này. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join vào cái kênh DeFi Racon này ở trên kênh Channel. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ quay lại nhấn Continue. Sau đó nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tác thẻ ba bạn bè ở trên cái bài tweet của nó. Thì đây các bạn nhấn vào phần Announcement Tweet. Đấy thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái bài mà chúng ta cần phải retweet và tác thẻ ba bạn bè. Đấy thì các bạn thả tim cho mình bài này và sau đó chúng ta nhấn vào cái phần quote tweet. Ở phần quote tweet này thì các bạn có thể sao chép ba bạn bè, thì ba bạn bè thì các bạn có thể lấy ba bạn bè dưới này luôn nhé. Ok. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta, để mình đọc lại nhé, yêu cầu là reply, tức là chúng ta bình luận thôi, bình luận chứ không phải là retweet. Ok. Thì các bạn sẽ vào lại cái phần này này. Ở đây các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng này nhá. Rồi, sau đó chúng ta có cái phần tweet your reply ở đây, thì các bạn dán y hệt vào cái lúc nãy mà chúng ta copy. Đấy, ví dụ như mình điền thêm một cái từ good chẳng hạn. Đấy, sau đó mình nhấn vào phần reply. Ok, sau đó thì nó sẽ hiện lên cái bài comment của chúng ta ở đây, thì các bạn sẽ click vào cái bài này. Rồi, sau đó các bạn sẽ copy cái đường link của cái bài mà chúng ta, của cái comment mà chúng ta vừa reply ở trên cái bài của DeFi Nuts. Rồi sau đó các bạn sẽ dán cái đường link mà chúng ta vừa copy vào đây và nhấn vào phần continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ retweet cái bài ở trên trang Twitter đấy, của cái DeFi discussion này. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow trang DeFi discussion ở trên trang Twitter. Thì những cái nhiệm vụ follow này thì chúng ta chỉ cần kích vào, sau đó các bạn nhấn follow là xong. Rồi thì ba cái nhiệm vụ còn lại cũng là cái nhiệm vụ follow. Thì những nhiệm vụ follow này thì các bạn làm nhanh nhé. Ok, chúng ta sẽ follow cái trang DeFi Racon. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow trang Twitter của Tetan. Rồi tweet một cái bài tweet ở trên Twitter. Ở đây các bạn nhấn vào phần tweet này thì nó sẽ tự động chuyển hướng đến các bạn. Nó sẽ tự động ghi ra cho các bạn luôn. Thì đây các bạn chỉ cần nhấn vào phần tweet nữa là xong. Rồi sau đó quay lại nhấn Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow cái trang này ở trên Spotify. Đấy thì nếu bạn mà chưa có tài khoản Spotify thì chúng ta có thể đăng ký một cái tài khoản bằng Google này. Đấy. Còn không thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản ở đây nhé. Ok. Thì để đăng ký một cái tài khoản Spotify thì các bạn nhấn vào Spotify này. Sau đó chúng ta nhấn vào phần đăng ký. Thì đây các bạn sẽ sử dụng cái email để chúng ta đăng ký. Rồi tạo mật khẩu, rồi tên, ngày sinh, điền tất cả các thông tin vào đây. Nhấn vào phần tôi không phải là người máy. Sau đó các bạn kích vào phần đăng ký. Đấy thì cái nhiệm vụ này thì chúng ta có thể làm hoặc là bỏ qua. Nếu mà làm thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ win cho các bạn thôi. Còn nếu không làm nhưng mà các bạn may mắn thì các bạn vẫn trúng như thường. Nên ở đây có thể là lát nữa mình sẽ làm sau, bởi vì mình chưa có cái tài khoản Spotify. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ follow cái trang Medium của dự án. Đấy thì cái kèo giá trị lớn nó bắt chúng ta làm khá là nhiều nhiệm vụ. Đấy, rồi ok, chúng ta sẽ follow cái trang Medium của dự án này, của cái dự án. Sau đó quay lại nhấn Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cộng đồng Tetan Community. Đấy thì cái group này mình cũng đã join rồi, nên là mình nhấn Continue luôn. Rồi, cái phần nhiệm vụ này, Daily Talk, tức là cái nhiệm vụ hàng ngày, thì các bạn có thể viết một cái bài tweet ở trên trang Twitter của chúng ta. Đó là lý do tại sao bạn thích cái chiến dịch này ở trên trang Twitter của bạn. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó chúng ta nhấp vào phần Announcement Tweet. Đó, thì nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta đến cái một cái bài viết ở đây. Rồi thì mình sẽ retweet lại cái bài này, mình quote tweet. Đấy, các bạn có thể viết tiếng Việt luôn, dự án rất thú vị. Ok. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhấn tweet về, và sau đó thì các bạn sẽ vào phần profile, rồi chúng ta nhấn vào phần tweet và retweet. Ở đây các bạn sẽ click vào cái bài viết của chúng ta vừa retweet về, sau đó các bạn sao chép đường link và dán vào cái phần này và nhấn vào phần tiếp tục. Đấy thì mỗi ngày các bạn vào đây chúng ta làm thì mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thành được một lần. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tham gia cái kênh Discord ở trên của trang Theta Arena. Ở đây các bạn nhấn vào phần chấp nhận lời mời. Ok, sau đó quay lại nhấn tiếp tục. Ok, thì với cái trang Discord ấy, thì các bạn lưu ý có cái phần hoàn thành ở đây. Nếu mà nó báo là bạn chưa hoàn thành, các bạn cần hoàn thành các bước trước khi trò chuyện, thì các bạn nhấn vào cái phần hoàn thành ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ lướt xuống ở phần dưới cùng, tích vào phần tôi đã đọc với các điều kiện quy định và nhấn vào phần gửi. Đó, như vậy là chúng ta đã join vào thành công.
Và cái nhiệm vụ cuối cùng này thì các bạn sẽ vào chúng ta click hàng ngày là ok.